Thường thì vào ngày mùng 2 tháng 9, thành phố rất là nhộn nhịp, ai cũng đi ra ngoài đường đi chơi và em thì cũng vậy thôi. Em cũng thường hay rủ các bạn đi lên trên phố, nhất là vào trong trung tâm Hoàn Kiếm, quanh khu đấy lại, vì em rất là thích được nhìn thành phố mà khi mà đã được trang trí rồi, răng đèn, treo cờ cái đấy em rất là thích. Rồi rồi sẽ đi đi ra ngoài phố đi ăn uống, vì đi sang bên Mỹ em mới thấy là đồ ăn ở Việt Nam nói chung là không có chỗ nào có thể đồ ăn bằng ở Việt Nam được, nên là toàn rủ các bạn đi chơi như thế ở ngoài phố, rất là nhớ những cái ngày đấy. Sau bên đó em đã chọn ngành sản xuất âm nhạc và kỹ sư âm thanh, nên là những cái ngành đó thì ở Việt Nam thì cũng chưa có nhiều, và cũng chưa có thực sự là nhiều người được học hỏi, được học bài bản thì nói thế thì đúng hơn, nên là em rất là mong ước là về sau em có thể về và nói chung là cống hiến được cái đó của mình cho nền âm nhạc Việt Nam. Vì em là đang học ở trong ngành âm nhạc nên là em cũng có rất là nhiều ước mơ liên quan đến cái ngành này ở tại Việt Nam này. Thứ nhất là có lẽ là ước mơ lớn nhất là em mong muốn là mọi người, giới trẻ sẽ lớn lên, và các bạn bé hơn nữa, các em, các con sẽ lớn lên và có được cái ý thức là nghe nhạc có ý thức, là không có download nhạc ở trên mạng xuống mà không trả tiền hay gì đó. Vì là khi mà đã đi sang đi học rồi em mới thực sự thấy được là làm nhạc, làm được một bài hát thôi nó vất vả như thế nào và tốn bao nhiêu công sức ra sao. Và em mong là cái nhìn của mọi người đối với một người làm nhạc, một ca sĩ hay gì đó sẽ khác đi trong tương lai, và họ sẽ gọi như là tôn trọng cái ngành này hơn, vì thực sự nó cũng không phải là một ngành dễ gì cả. Và như đất nước Việt Nam bây giờ thì em mong là Việt Nam sẽ càng ngày càng phát triển hơn, vì đi có 1,5 năm thôi mà em về em đã thấy bao nhiêu thứ khác rồi, cầu Nhật Tân ở Hà Nội mới xây này, rồi đường rất là đẹp, và em mong là Việt Nam mình cũng cứ tiếp tục phát triển như vậy.